devant Dieu, devant les hommes. Oui, pour l'amour que tu me donnes, et pour qu'un jour je te pardonne. Si malgré toi tu m'abandonnes, oui, pour les joies et pour les peines, oui, pour les lois qui nous enchaînent. Et je promets, quoi qu'il advienne, Ave Maria, dans tes yeux je vois des larmes de joie, et j'entends en moi monter une voix. Mon Dieu qui veillait sur ma vie, protégez mon amour, je vous en prie. Em bên mình anh lặng im dưới ban thờ, và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già, bao nhiêu tóc tơ giờ đây là kế xe. Ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhớ ơn đức cao vời. Ơn mẹ Maria, chia sớt nỗi vui hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu vì giàu. Đời qua mau hai mai đầu, rồi đây sẽ trắng phao. Ôi vai kề vai và tay nắm tay, rồi đời thôi vắng tênh lẻ loi kết đôi. Rồi từ nay nồng ấm đời thôi hết u hoài. Bye.
Lạy Chúa, xin đồng đời chúng con khởi hành và đoái thương tuân tổ ơn Chúa. Trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Tuấn và chị Maria Ánh, anh Giuse Vĩnh và chị Maria Quỳnh, anh Giuse Dũng và chị Maria Hồng. Để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Họ không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy, thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tobia đã nguyện rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của trong chúng tôi, trời đất, biển khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên. Ở những nơi đó, thế chảy sông E Bà làm người hỗ trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới cô ấy đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu lòng dõi những người ca tụng quân Chúa tới muôn đời. Sara cũng nguyện rằng: Nằm đêm bao nhiêu an lạc với buồn trái thương dịu ngọt này đây vây chung quanh bàn đàn con khôn ngoan nhưng chưa chết. Nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình,
và cả hai cũng nên một huyết dục. Như thế, họ không còn phải là hai, nhưng là một huyết dục. Thank you.
đặc biệt và làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi tu chỉ với ta đã được Đức Thánh Tẩy mà thánh đến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về cái định của các con. Thì mãi một với nhau anh chỉ có bị ép buộc không? Hoàn toàn anh tự ý và tự do không? Khi trở về sống hôn nhân, các anh các chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các anh các chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái của các bạn và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hồng Thánh không? Vậy bởi vì các anh các chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các anh các chị hãy nắm tay nhau và nói sự ưng thuận của các anh các chị trước mặt. Thank you.
ngày kia được hân hoan dựng tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thiên Chúa đấng xóa tội.